Bây giờ mình sẽ thu thập cho các bạn xem. Wow. Rất là đẹp. Tiếng nghe tiếng xíu nó gần bằng cái này, nhưng mà mình nhận Audio Jump. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ khui hợp cho các bạn xem một chiếc vòng tay Phật Văn Thù Bồ Tát cỡ là 12 ly. Và cái này thì đeo phong thủy thôi, cứ như đổi vận này nọ thôi. Và cái chiếc vòng tay này thì phù hợp cho người tuổi Mão ha. Cái vòng tay này thì mình vẫn mua trên Lazada. Và mình có để link ở phần mô tả của video, các bạn có thể click vào đó xem, tham khảo và mua nha. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Dù là cái vòng tay thôi nhưng họ gói cũng khá là kỹ, những cái túi này chống va đập rất là tốt. Cái này là nó xúc ra tặng thêm vậy trời, tặng thêm một hộp. Wow, với cái mức giá mà 58.500 đồng như thế này mình nghĩ là quá đẹp luôn á, rất là đẹp, đen bóng luôn mà nó lạnh ngắt hả các bạn. Cái này là hình Phật Phật Văn Thù Bồ Tát nhá. Tối nó quay không rõ nhưng các bạn thấy được không nhỉ? Chắc là được. Đẹp, tặng thêm một viên. Cái này mình đếm bao nhiêu ly nha, bao nhiêu viên nhỉ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 viên và một cái mặt Phật và một cái hộp tặng thêm. Đây, để thử nha. Rất là đẹp. Dòng cũng cũng hơi nặng tay. Không giống như cái loại mà lòng cái vòng, không giống như cái loại mà vòng dởm bán về đường làm tay hơi rộng à. Cái này rộng không biết sao bóp vô được nha, tay mình hơi nhỏ. Rất là đẹp. Tôi gạt mức giá của nó là 58.000, nhưng hiện tại thì Lazada và những cái nơi khác ship như Shopee đồ ship nó tăng rất là cao. Chiếc này mình mua 58.000 nhưng mà ship nó tới tận là 40 mấy nghìn lần. Tính ra tiền ship nó gần bằng cái này rồi, nhưng mà mình nhận được cái sản phẩm này mình thấy rất là ok, rất là hài lòng. Mặc dù hơi ship hơi mắc một tí nhưng mà mình hài lòng với sản phẩm này. Và các bạn nào có quan tâm đến những cái sản phẩm như thế này á, thì mình có để link ở phần mô tả của video, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo để mua nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này có chút xíu gì đó hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tới. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.